Mình đến từ cộng đồng thì anh nhớ đi à. Cộng đồng chuyên chia sẻ với các dàn IDO, các dàn iRobot, các dàn IO đến từ nhiều nền tảng uy tín với chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Các bạn đừng quên là nút like, subscribe kênh, chia sẻ video để các bạn có thể cập nhật những dàn mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dàn Hero of Crypto. Tham gia dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video. Trong dự án ngày hôm nay thì sẽ có sẽ chọn ra những người may mắn và mỗi người sẽ nhận được 10.000 đô à? Hay là 10.000 token nhỉ? Nói chung là tổng phát ra là 650 triệu Hero. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm đấy. Thưởng tính sau. Ta sẽ mở kênh Twitter dự án này, chúng ta tiến hành follow Twitter dự án này. Sau đó chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ này. Rồi tiếp theo chúng ta mở link Vintit. Chúng ta tiến hành like và retweet lại Vintit này. Con tin. Retweet bài đăng này. Chúng ta mở bài đăng ra để chúng ta retweet nhé. Chúng ta tiến hành like và retweet. Chuyển con tin. Tiếp theo chúng ta follow kênh Medium cho nó mở ra. Join vào group Telegram. Rồi chúng ta xác nhận nhiệm vụ này. Join tiếp vào kênh. Một kênh nữa này. Ok, bây giờ chúng ta trở lại đây, chúng ta cũng sẽ xác nhận nhiệm vụ nhé. Join kênh Reddit này. Medium thì chưa kịp loát nên mình cũng xin chưa làm bên Medium. Ta join kênh Reddit. Rồi này. Ra quá. Tạm bỏ nhiệm vụ này, ta tiếp với nhiệm vụ. Phần điền ví này, ví các bạn dùng ví ETH ở trên chất Wallet hoặc MetaMask, chúng ta copy phần địa chỉ ví ETH xong quay trở lại còn paste vào. Paste đây. Ta xác nhận nhiệm vụ này, điền email này. Xác nhận nhiệm vụ này. Rồi, giờ chờ hai cái trang này nó load xong đã. Ok, giờ này thì mình sẽ follow kênh Reddit và để xác nhận nhiệm vụ Reddit nhé. Ok. Có mỗi cái Medium thì hôm nay nó loát lâu quá. Chắc tớ bật VPN lên. Bạn biết là mạng ở Việt Nam mình thì cứ buổi tối thì thời điểm này nó hay bị cái kiểu này. Đây. Để tải lại. Ok, Medium thì thôi cứ để đấy đã. Chúng ta sẽ đến nhiệm vụ tiếp theo của Reddit này. Có một nhiệm vụ nữa. Nhiệm vụ này thì tạo một cái new entry ở trên Reddit, mình xác nhận luôn đây cho nó nhanh. Còn nhiệm vụ tạo video review về dự án thì chắc là chúng ta sẽ không có thời gian để các bạn tạo video về dự án đâu. Đấy. Trên này thì các bạn có thể vote các thứ ở trên đây đi. Đây chính là trang chủ của dự án, anh em có thể xem qua một chút trang chủ dự án thì sẽ có các phiên bản trên máy tính cũng như trên điện thoại. Đấy, chúng ta xem qua sơ qua một chút về dự án nhé. Được chưa? Giao diện web các thứ nó khá là ổn đấy. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với anh em về dự án Hero Crypto này. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn. Giờ tiếp theo.